mến chào lại tất cả các anh chị em. Thì các anh chị em cũng thấy là con cháu của Ngụy Nô giống như vợ chồng của Tùng Lê với lại con Thu Hiền vợ nó đó. Hai vợ chồng nó rất là lạc loài. Hậu sanh khả ố. Chúng nó đi qua bên châu Âu cũng chả được bao lâu cả. Nhưng mà cái lòng tự tôn dân tộc không có. Rồi cái sự suy nghĩ về một đất nước nơi mà cha ông của nó chào đời, nơi mà mẹ nó sanh nó ra và nơi tụi nó cũng sanh ra. Nhưng mà tụi nó không bao giờ nghĩ tới và nhớ tới cái mảnh đất thiêng liêng đã đem đến cái tuổi thơ của nó như thế nào. Tụi nó chỉ nghĩ là đi qua bên nước ngoài là sẽ được hưởng những cái điều tươi đẹp hơn. Nhưng mà đến khi tụi nó qua bên nước ngoài thì các anh chị cũng thấy rồi đó. Tụi nó suốt ngày lên trên mạng la liếm đủ thứ hết. Lên trên mạng nói dối, nói trá. Rồi nổ xạo. Nào là trưng bày cái bàn thức ăn. Mà cái bàn thức ăn của tụi nó thì sao các anh chị? Chỉ rất là tầm thường. Đôi khi cũng chỉ là vài món ăn gọi là đạm bạc. Đạm bạc hơn là bữa cơm bình dân của người dân Việt Nam mình nữa. Nhưng mà nó lại cảm thấy bằng lòng. Tại vì bản chất của tụi nó là lười biếng làm, là sâu bọ của xã hội. Cho nên khi tụi nó đi qua bên nước ngoài, tụi nó xin được vài đồng tiền, thì cái tư tưởng ăn xin nó luôn ngấm ngầm ở trong cái cơ thể của bản thân của tụi nó. Cho nên là nó cảm thấy như đó là tội nguyện rồi. Nhưng mà con người ta sanh ra thì không, chúng ta không bao giờ bằng lòng với lại những ngày tháng mà chỉ là một ngày ba bữa cơm thôi, đúng không các anh chị? Chúng ta cần phải có thêm tài chánh để mà chi, để mà mình thích cái gì mình mua cái đó. Mình thích cái gì mình mua cái đó, chứ không phải là chỉ là cần no cái bụng không. Đó là một con người á, cần phải có cái sự cầu tiến cầu thị. Mà khi chúng ta cầu tiến cầu thị thì chúng ta cần phải rèn luyện bản thân của mình. Rèn luyện bản thân của mình, lao động, rồi dùng trí tuệ, dùng chất xám để mà kiếm ra tiền. Khi chúng ta đi ra một cái đất nước xa xôi ngoài nước Việt Nam mình thì chúng ta cần phải nung nấu trong lòng ngày trở về lại quê hương thật là hoành tráng. Hoành tráng có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái chúng ta ra đi, chúng ta không có gì trong tay cả. Nhưng khi chúng ta đi về lại quê hương đất mẹ mình, chúng ta cần phải có đầy đủ mọi thứ thì nó mới xứng đáng với lại bao nhiêu năm thanh xuân của chúng ta. Đúng không các anh chị? Nhưng mà cái tụi mà nó cứ biến làm, rồi gọi là bị động, thì nó luôn luôn cảm thấy đất nước Việt Nam mình không có cho nó được nhiều thứ. Nhưng mà nó không biết được là khi mà nó qua bên nước ngoài, nó được chính phủ tư bản cho nó một cái gì đó, thì họ sẽ lấy rất là nhiều thứ ở nơi chính cái thể xác của nó. Có nghĩa là phải đi làm, cày bừa cuốc bẫm, phải đi làm, rồi đóng thuế cho tư bản, đóng thuế cho chính phủ, thì mới có được vài thứ. Nhưng mà rồi á, vợ chồng của thằng Tùng Lê cũng như tất cả những đứa mà nó chê bai đất mẹ, các anh chị hãy nhìn vào cái cuộc sống của tụi nó có
được, có được mà mọi thứ giống như là tụi nó nói hay không, hay là tụi nó suốt ngày tụi nó chỉ là long nhong một kẻ không có việc làm, một kẻ hoặc là những hoặc là có việc làm nhưng mà có rất là ít làm những công việc của gọi là tay chân, công việc lao động thấp trong xã hội của tư bản. Nhưng mà tụi nó luôn luôn nổ, tụi nó nổ, tụi nó nói là tụi nó có đủ thứ, nhưng mà thực ra tụi nó là những đứa thiếu thốn. Thiếu thốn cái gì? Thiếu thốn vật chất, thiếu thốn tình cảm, thiếu luôn cả tổ quốc, thiếu luôn cả cái sự đùm bọc của gia đình và lối xóm. Nên á, những cái đám con cháu của Ngụy Nô á, tụi nó chỉ gọi là tự gọi là cái gì, tự ngộ nhận cái niềm hạnh phúc, tự ngộ nhận cái sự sung sướng của bản thân thôi. Nhưng thực chất khi đêm về á, thì cái cơ thể rã rời làm sao, là đi làm mười mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi, không có thời gian nghỉ ngơi giống như ở Việt Nam. Nhưng mà nó chỉ tự dối trá thôi, nó tự lừa dối bản thân nó. Nó nói là nó sống sung sướng, này nọ khác kia, nhưng mà các anh chị có biết không, những lúc đêm về bảo đảm cái sự cằn cỗi trong người, cái sự mệt mỏi trong người luôn luôn có ở trên chính con người của những kẻ vong nô vô tổ quốc đó. Còn những người giống như An Nhiên thì sao? Rất là an nhiên tự tại. Tại vì sao? Tại vì mình đi làm về, tuy là mệt mỏi đó các anh chị, nhưng mà mình vẫn còn quê hương, mình vẫn còn tổ quốc, mình vẫn còn mẹ để gọi điện về. Và khi mà mình gọi điện về, lối xóm gặp mình, họ vẫn có một cái sự tôn trọng. Tôn trọng là sao? Là có nghĩa là An Nhiên tuy là nó đi ở nơi phương xa, nhưng mà cái tâm của nó luôn luôn hướng về quê hương tổ quốc. Thì đây là một cái sự tự hào mà ngạo nghễ nhất trong cuộc đời của An Nhiên. Khi mà An Nhiên đã có đầy đủ bản lĩnh để mà tham gia vào mạng xã hội, đem cái tiếng nói trung thực của mình đến cho đất mẹ Việt Nam để thấy được á, những cái mặt trái, mặt phải của tư bản như thế nào mà những kẻ vong nô vô tổ quốc nó luôn che giấu. An Nhiên cảm thấy rất là tự hào, và tự hào chính bản thân mình. Tại vì á, trong những năm mà An Nhiên tham gia vào mạng xã hội, tất cả mọi thứ mà An Nhiên biết được trong cái xã hội Mỹ này, An Nhiên đều chia sẻ trung thực đến tất cả các anh chị em. Để làm gì? Để cho tất cả các anh chị em, cô chú chúng ta có được những cái hành trang, những cái hành trang tốt cho cái cuộc đời của mình, cho cái tương lai của mình, khi mình chọn đi lập nghiệp ở một đất nước xa xôi nào đó. Chứ không phải là cái sự dối trá đem đến cái bánh vẽ ảo cho người dân, rồi cuối cùng chính bản thân của những kẻ đem cái bánh ảo đó lại sống cơ cực nơi xứ người. Cơ cực cái tấm thân, và bản thân của nó không có cái sự hạnh phúc trọn vẹn nào cả. Tụi nó luôn xúi dân làm những cái việc sai trái, rồi làm cho tương lai của bao gia đình bị biến mất. Nhưng mà bản thân của tụi nó không bao giờ cảm thấy hổ thẹn. Tại vì tụi nó nghĩ là tụi nó chỉ muốn á, coi như là thực hiện những cái điều mà cha ông nó vẫn còn cái sự thù hận bao nhiêu năm. Nhưng mà thù hận sao? Tụi nó đâu có tư cách để mà thù hận nước Việt Nam mình. Đồng bào mình không thù hận họ thì thôi, họ làm gì có đủ tư cách để thù hận đất nước, thù hận Đảng Cộng sản. Tại vì nếu như không có đảng thì
nước Việt Nam mình hiện tại bây giờ đã thay ngôi đổi chủ, đã là của ngoại bang. Và người dân của chúng ta sẽ bị bóc lột giống như là những người dân ở bên Mỹ. Bóc lột một cách tinh vi. Đi làm phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Đi làm phải đóng thuế đất, thuế nhà, thuế xe, thuế đủ thứ hết. Không có đảng thì chúng ta đã không có được những mùa xuân ấm áp bên gia đình trong những dịp lễ Tết. Không có đảng thì chúng ta vẫn phải nghe bom rơi đạn nổ giống như tất cả các nước đang có chiến tranh trên thế giới. Cho nên những cái loại vong nô vô tổ quốc, tụi nó chỉ muốn chống phá, chỉ muốn đập đi những cái viên gạch mà chúng ta đã gầy công xây đắp lại cho quê hương đất nước mình tươi đẹp. Trong cái mùa dịch COVID này, các anh chị hãy nhìn lại xem, tụi nó chỉ có lên trên mạng, tụi nó xuyên tạc mọi thứ. Trong khi các anh chị em nhớ lại vào năm 2018, khi mà nước Việt Nam mình muốn ký cái lệnh đặc khu. Đặc khu á, thì chúng ta chỉ là cho thuê đất để mà một nước khác vào, họ đầu tư làm ăn, rồi chúng ta có xin lợi nhuận để cho bà con, rồi dân của mình có được những cái công ăn việc làm, rồi một cái phần lợi nhuận đó để xây dựng đất nước mình. Nhưng mà chúng nó xuyên tạc và chúng nó kích động người dân mình đi biểu tình để làm cho quấy nhiễu trật tự xã hội vào năm 2018, gây ra bao nhiêu cái sự tổn thất đến vừa tài sản vừa con người, và chia rẽ vài cái sự bốc gọi là sự đoàn kết của chúng ta. Rồi ngày hôm nay thì sao các anh chị em? An Nhiên chào lại tất cả các anh chị em nha. Ngày hôm nay thì sao? Vừa qua Việt Nam mình có sự kiện là ký cùng ban giao với lại nước Mỹ cho thuê đất để mà xây cái tổng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam. Rồi các anh chị em có thấy không? Bọn nó vẫn im lặng. Nó vẫn im lặng. Những kẻ đó vẫn im lặng. Vậy thì giờ cho Mỹ thuê và cho một đất nước khác thuê, có gì khác các anh chị? Không có gì khác cả. Nhưng mà cái mà tụi nó làm, đó là tụi nó muốn kích động người dân. Tụi nó muốn quấy nhiễu cái trật tự xã hội Việt Nam mình. Sau khi Mỹ và Việt Nam chính thức nối lại mối ban giao, thì phía Mỹ có tổ chức một chương trình do bà bất ngờ thì bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện Mỹ đón tiếp cuộc gặp. Thì bà ta nói, bà ta chỉ trích nước Việt Nam mình là vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền dân chủ. Rồi bà ta nói những cái điều đó, bà ta đưa đọc nguyên một tràng diễn thuyết như vậy đó. Thì sau khi bà ta nói hết tất cả rồi, tất cả các ý rồi á, thì chủ tịch nước của chúng ta rất là điềm đạm các anh chị. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết của chúng ta rất là điềm đạm. Và ngài nói nhỏ nhẹ là: thưa bà, nói về dân chủ, nhân quyền, Mỹ không đủ tư cách nói chuyện với Việt Nam đâu. Khi bà Nancy Pelosi
Nghe đến cái đoạn đó thì bà cũng sửng sốt, bà ta biểu cảm là thế này là thế nào, đúng không? Thì chủ tịch nước của chúng ta đã trả lời một câu mà An Nhiên cho đến tận bây giờ An Nhiên đọc tới đọc lui hoài luôn á. Mỗi năm An Nhiên đọc mà An Nhiên cảm thấy rất là tâm đắc. Câu trả lời đó, một câu trả lời nhẹ nhàng và thể hiện một cái sự văn minh học thức của chủ tịch nước mình. Thì ngài nói là ngày trước Mỹ mang bom đạn xâm lược Việt Nam gây bao nhiêu mất mát đau khổ cho Việt Nam và Việt Nam đã bỏ qua. Hôm nay Việt Nam gác lại quá khứ, hướng đến tương lai. Còn hiện tại Mỹ vẫn còn có quân, đóng quân ở Iran, Afghanistan và ở nhiều nơi khác trên thế giới. Bom đạn vẫn còn nổ, máu vẫn còn rơi và người vẫn còn chết. Mỹ đã vi phạm dân chủ nhân quyền. Thì khi ngài chủ tịch nước của Việt Nam mình điềm đạm trả lời như vậy thì thái độ của bà Pelosi im lặng. Thì các anh chị cũng biết rồi, sau bao nhiêu năm Mỹ vẫn là quốc gia mang vũ khí đi tặng cho đất nước khác trên thế giới. Thậm chí cảnh sát đánh dân, phân biệt chủng tộc, và đó là một việc không hiếm gặp ở xứ thiên đường Mỹ, đúng không các anh chị em? Thì Mỹ đã vi phạm nhân quyền rất là trầm trọng. Vậy thì Mỹ làm sao đủ tư cách để mà nói nhân quyền với đất nước Việt Nam mình, đúng không các anh chị em? Thì cái lời phát biểu điềm đạm của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho đến tận bây giờ An Nhiên vẫn còn tâm đắc. An Nhiên vẫn còn tâm đắc cái điều đó. An Nhiên đọc cái đoạn này hả, nhiều lần, rất là nhiều lần, và An Nhiên cảm thấy là rất là hay. Rất là hay các anh chị. Thì cái quyền mà con người của chúng ta mong muốn, đó là quyền được sống. Quyền được sống là cái quyền mà tối thiểu nhất, đúng không các anh chị? Cho nên đó là khi mà những kẻ chống đối đất nước Việt Nam mình nói Việt Nam mình vi phạm nhân quyền, mà nó quên hẳn đây là nó sống ở Mỹ, bản thân của họ đâu có nhân quyền đâu. Các anh chị em cũng biết đại bây giờ là thời đại 4.0 rồi. Thời đại 4.0 á, thì tất cả mọi thứ đều phơi bày. Chúng ta chỉ cần ở nhà bật cái smartphone lên là chúng ta biết được mọi thứ trên thế giới. Cho nên không có thể nào mà lừa dối được người dân mình nữa. Thì cái bọn giống như tụi Tùng Lê, vợ chồng thằng Tùng Lê á, là hậu sanh khảo ố thôi. Nhưng mà hả, tụi nó đã quên đi cội nguồn, quên đi tuổi thơ tại đất nước Việt Nam. Tụi nó qua bên này, tụi nó chỉ cảm thấy là ăn gà 2 đô đông lạnh, nó cảm thấy happy. Trong khi ở Việt Nam mình ăn gà tươi, gà đi bộ. Tụi nó so sánh khập khiễng về cái giá trị đồng đô la với lại giá trị tiền Việt Nam. Tụi nó lúc nào tụi nó cũng nói là 100 đô la Mỹ bằng 2 triệu mấy tiền Việt Nam. Nhưng mà nó quên hẳn là 100 đô la Mỹ thì nó cũng chỉ đi chợ trong vòng
ăn trong vòng khoảng 3-4 ngày là hết rồi. Thì hai còn 2 triệu ở Việt Nam thì sao các chị? 2 triệu ở Việt Nam đi chợ có thể ăn được rất là nhiều. Đúng không? Rồi nó so sánh rất là khập khiễng. Trong khi một chai nước mắm ở bên này, ở Việt Nam mình một chai nước mắm có vài chục ngàn thôi, một ký gạo chỉ có 15 ngàn. Ở bên này á, một bao gạo á là ba mươi mấy đô la, là bằng 1 triệu đồng. 1 triệu đồng một thao gạo bên này là một một bao gạo bên này là 10 thao. 10 thao là hai là bao nhiêu ký? 10 thao là bao nhiêu ký? Anh nhiên quên rồi ta. 10 thao là bao nhiêu cái? Một một thao là 2,5 ký. 10 thao là 25 ký. 25 ký mà trị giá 1 triệu đồng, trong khi ở Việt Nam mình 25 ký là bao nhiêu tiền các anh chị? Đúng không? 25 ký là bao nhiêu tiền? Cho nên là tụi nó so sánh rất là khập khiễng đó. Tụi nó so sánh rất là khập khiễng. Rồi các anh chị có thấy là tụi đó lúc nào cũng nói là mùa dịch COVID ở bên Mỹ được hỗ trợ. Nhưng mà ở Việt Nam mình cũng được hỗ trợ. An Nhiên đã từng coi cái livestream của em Dương Vi vào độ năm ngoái. Em Dương Vi livestream ở tại đồng bào Hà Giang. Thì đồng bào Hà Giang được nhận 1 triệu đồng một hộ gia đình hay là một người gì đó, nhưng mà An Nhiên thấy phát cho mỗi người 1 triệu đồng. Nhưng mà tụi nó vẫn lấp liếm sự thật. Tụi nó nói là Việt Nam mình không có được hỗ trợ. Đúng rồi, bên này chính phủ cũng hỗ trợ, nhưng mà hỗ trợ cho trọn nguyên một mùa dịch, trọn một mùa dịch. Rồi sao? Tiền nhà, tiền điện, tiền đủ thứ, đâu có đủ trả đâu các anh chị. Và ở bên này á, họ không có bớt tiền nhà giống như ở Việt Nam. Ở bên này thì An Nhiên chỉ coi là, chỉ thấy đó là gạo gạo của Thái Lan. Gạo của Thái Lan để ba cô gái đó, thì chắc là cũng gọi là gạo thơm á. Gạo thơm. Rồi sao? Các anh chị có thấy ở bên này á, thật sự á, là trong trong những ngày mà dịch COVID vào độ năm ngoái thì ở Cali bị đóng cửa cũng cả nửa năm trời đó. Và các anh chị em cũng thấy rất là nhiều chủ tiệm nail ở bên Cali họ biểu tình và họ muốn được mở cửa để kinh doanh. Tại vì sao? Tại vì cái số tiền hỗ trợ của chính phủ không đủ cho họ chi trả trong cái khoảng thời gian cả nửa năm trời. Vì những cái bill giống như là bill thuê mặt bằng và bill nhà, bill xe, bill đủ thứ thì mỗi tháng vẫn phải chi trả bình thường chứ không có được nợ. Mình được nợ 1-2 tháng thôi, nhưng mà đến tháng thứ ba thì mình cũng phải trả hết cái khoản đó, chứ nó không có khấu trừ cho mình nợ nhiều hơn đó. Còn ở Việt Nam mình thì sao? Đồng bào Việt Nam mình được có một cái là tương thân tương ái. Mùa dịch này có những người chủ phòng trọ họ không lấy tiền trọ của những người thuê trọ nữa. Và có những người thì họ vẫn lấy, nhưng mà họ lấy 50% hoặc họ lấy bao nhiêu phần trăm đó. Rồi họ còn mua đồ ăn để mà cho những người thuê phòng trọ chia sẻ cho những người đó nữa. Và có đất nước nào mà khi xảy ra dịch COVID giống như đất nước Việt Nam không các anh chị? Là từng đoàn làm từ thiện đến từng nhà từng nhà. Có những nhà họ nhận được quà từ thiện á
cả năm 7 lần lận. Trong khi ở Mỹ chưa bao giờ có cái chương trình từ thiện đó. Họa may có một lần á, là lúc đó tỷ phú Hoàng Kiều phân phát mì gói, cái thùng mì Hảo Hảo đó các anh chị, cho ở bên Cali đó. Rồi các anh chị cũng đã nhìn thấy cái hình ảnh chạy xe hơi xếp hàng để nhận cái thùng mì đó. Rồi một lần nữa thì An Nhiên thấy là có một cái hội nhóm đó nấu đồ ăn bỏ vô trong hộp cơm, từng hộp, rồi những người đồng hương, những người Việt Nam mình đó, sống tại Cali á, họ xếp hàng, họ nhận những cái hộp cơm từ thiện đó, có được 2 lần. Thì các anh chị nhìn thấy đi, so với lại nước Việt Nam mình thì nước Việt Nam mình vẫn đỉnh về cái sự tương thân tương ái. Và cho đến ngày hôm nay chúng nó vẫn luôn ra rả là đảng đã làm gì cho dân. Thì các anh chị cũng thấy được là đảng và chính phủ đã làm gì cho dân trong những ngày qua, khi cho bao nhiêu ngàn chiến sĩ vô Nam để mà làm những công việc như thế nào các anh chị? Thứ nhất là giúp dân đi phát lương thực cho người dân. Thứ hai nữa là những người dân họ không thể đi ra đường được thì họ gọi điện để đặt những cái món ăn, những cái thực phẩm mà họ muốn, rồi các chiến sĩ đi mua giùm họ, đem đến tận nhà cho họ bằng cả tấm lòng và sự tình nguyện, tự nguyện, tự giác của các chiến sĩ bộ đội. Đâu đó thì vẫn còn có những cái suy nghĩ quá hạn hẹp của một số người thích trêu đùa. Thì An Nhiên có xem và An Nhiên cảm thấy rất là buồn. Kính thưa tất cả các anh chị em, cô chú, ngày hôm nay An Nhiên livestream không phải là An Nhiên muốn chất vấn các anh chị em, cô chú điều gì cả, mà An Nhiên chỉ mong mong mỏi một điều là chúng ta sống cho có tình người. Một đất nước Việt Nam được cả thế giới họ nhìn vào với chúng ta, nhìn vào chúng ta với cái sự suy nghĩ là người dân Việt Nam mình tương thân tương ái và đoàn kết dữ lắm. Thế giới nhìn vào nước Việt Nam mình, họ luôn nghĩ là dân Việt Nam mình rất là thật thà. Vì vậy An Nhiên khẩn cầu tất cả các cô chú, anh chị em và một số thanh niên, chúng ta nên hiểu cái tầm quan trọng của các chiến sĩ bộ đội. Trong những ngày dịch giả như thế này, các chiến sĩ thay nhau thức đêm thức hôm để mà làm những công việc tình nguyện đến cho người dân, đem thức ăn đến cho người dân. Họ coi họ giống như là người ở, tại vì sao Nhiên dùng cái từ này, có nghĩa là họ làm những cái công việc mà các anh chị em kêu họ, gọi điện cho họ đi mua đồ, họ làm những công việc đó tình nguyện, không lấy tiền, không lấy cái gì cả. Vậy thì hà cớ gì chúng ta lại có những cái sự trêu đùa, mà các anh chị quên mất một điều, quên mất một điều này. Như ví dụ như các chiến sĩ đó đang làm những cái công tác bảo vệ cái sự an toàn cho người dân, nhưng vì cái đơn đặt hàng mà các anh chị em gọi đặt hàng đó, rồi rồi chiến sĩ đó
bận phải đi mua giùm, mua đồ giùm cho các anh chị em. Chẳng may cái người đó đi vào trong một trong cái khung cảnh đám đông, tiếp xúc vài người, thì cái người đó vô tình bị nhiễm dịch COVID đi, thì đây là một trong những cái sự rất là đáng buồn, đúng không các anh chị em? Và một cái ví dụ nữa là khi cái người đó rời khỏi cái nơi mà đang bảo vệ chúng ta, thì đâu biết được là có những cái điều xui rủi đến rồi á, sẽ làm bất an vài điều nữa. Các anh chị em á, cần phải biết được là nếu như đặt con em mình, đặt trường hợp con em mình vào địa vị các chiến sĩ và các bộ đội, thì các anh chị em nghĩ là các anh chị em, cô chú có còn muốn đùa giỡn hay không? An Nhiên chỉ khẩn cầu thôi, An Nhiên không có chất vấn và An Nhiên cũng không có mà dám nói là yêu cầu hay là gì cả, mà An Nhiên chỉ khẩn cầu chúng ta nên ý thức và nên ý thức mọi việc và nên nhận thức cái sự quan trọng của các chiến sĩ và các em bộ đội đang là tuyến đầu để bảo vệ tánh mạng của từng người dân, trong đó có thể là người thân của các anh chị em cô chú và có thể là chính bản thân của các anh chị em cô chú nữa. Và chúng ta cần nên trân trọng những cái điều đó. Vì những người đang làm trong tuyến đầu, họ chính là những người có thể đối diện với cái chết rất là sớm. Họ tiếp xúc với lại bệnh nhân, họ tiếp xúc với lại những người có cái sự tiếp xúc với lại cái người lây nhiễm. Các anh chị cũng thấy rồi đó, tánh mạng của họ ngàn cân treo sợi tóc. Thì chúng ta đừng để cho họ mệt mỏi nữa các anh chị em à. Để họ cảm thấy có thêm động lực mà bảo vệ người dân, dốc hết sức lực của họ để mà làm những cái công việc đem đến cho cái sự yên bình cho chúng ta trong những ngày mà chúng ta thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mạng sao rồi đó hả? Alo, các anh chị em còn nghe không? Chắc lại bị té nữa rồi. Chết rồi, bị té nữa rồi hả ta? Đúng rồi đó, chị Nguyễn Út, thật sự Nhiên cảm thấy rất là buồn. Lẽ ra những ngày này thì chúng ta nên nhận thức để mà chúng ta cần phải giúp đỡ họ nhiều hơn nữa, đừng để cho họ mệt mỏi. Không, cái gì cần thiết mua thì chúng ta mua. Không, mà chúng ta cũng đừng có mua phung phí lắm rồi. Khi mà mình nhờ họ mua thì mình cần phải biết thương họ, tại vì cái công của họ đi á, họ sẽ gặp rất là nhiều bất chắc. Thì An Nhiên chỉ mong là các anh chị em cô chú chúng ta nên nhận thức sự việc, nhìn nhận tất cả mọi khía cạnh tốt xấu, và nhất là đặt cái tình người lên hàng đầu. Tại vì dịch giả như thế này,
các anh chị em cô chú đi ra đường cũng rất là nguy hiểm. Mà giờ có người mua giùm mình rồi thì mình cần phải biết ơn họ và mình cần phải thật lòng thật tình trong những cái vấn đề như vậy. Anh mong là sau những cái sự việc mà bơm hàng bị xảy ra lùm xùm trong những ngày qua thì chúng ta nên nhận thức một rõ những cái việc làm của mình, những ai đã và đang từng làm sai với lại các chiến sĩ bộ đội, thì chúng ta nên nhìn lại việc làm sai của mình rồi á, mình có một cái gì đó tu sửa lại để mà không có mà tiếp tục làm sai nữa.